Xin chào các anh, em Hồng Anh hôm nay giới thiệu với các anh về tín hiệu đến từ thương hiệu Atlas, rất là nổi tiếng của Anh Quốc nhé, có nhà máy đặt tại Scotland. Anh nòi chuẩn chỉ và chuẩn xịn tuyệt đối, màu trắng ngọc trai đặc trưng. Ví dụ các anh đang xem đây là hai phiên bản của Atlas Element về Equator. Đầu dắt được mạ vàng 24K, rất là đẹp. Đó là quá đẹp các anh ạ. Dây rất là tốt nhá. Hãng hướng đến sự cân bằng, trung thực. Âm thanh rất là mộc mạc, chi tiết và giải cân bằng. Trắng ngọc trai rất là đẹp. Phiên bản Equator thì có dây lớn hơn. Hãng Atlas rất là nổi tiếng ở châu Âu và được người chơi đón nhận và ghi nhận rất là lớn. Rất nhiều sản phẩm cao cấp và đắt tiền. Dây rất là hay nhé các anh tranh thủ chơi. Cặp cầm trên tay thì giá cũng rất là mềm và hợp lý các anh ạ. Thời điểm này các anh chơi là rất phù hợp. Anh nào đang cần tìm dây tốt cho bộ dàn thì em nghĩ là không nên bỏ qua đâu. Chắc chắn sẽ làm các anh hài lòng bởi sự mộc mạc, chi tiết, chân thực của sợi dây đem lại. Chiến lý của hãng là giúp người chơi nghe trải nghiệm trong thời gian dài mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Mọi sự giả tạo đều khiến người nghe cảm thấy nhức nhối, khó chịu. Sang sợi Atlas Equator bảng rất là hiếm và đặc biệt các anh ạ. Đầu dắt tiếp xúc cũng được mạ vàng 24K. Đời này rất là hiếm nhé. Độ tinh khiết lên đến 99,99999%, rất là cao. Cặp này thì quá gấu rồi. Dây rất là lớn và mập các anh nhé. Các anh nhìn tay em cầm là có thể hình dung ra phần nào. Đầu dắt rất là đẹp. Đời này dắt quá là hiếm luôn. Hãng họ thiết kế phong cách kiểu như thế này thì lúc nào cũng được đẹp mãi. Em chuyên cung cấp linh phụ kiện châu Âu chuẩn xịn tuyệt đối cho các anh chơi. Các anh yên tâm trải nghiệm. Atlas em cũng có rất nhiều đời. Các anh có thể đón hai cặp dây. Ngoài ra còn có rất nhiều các cặp Atlas khác nhé. Nếu các anh cần chơi thì liên hệ em. Ad Zalo số điện thoại 0866880998 để cập nhật cũng như rằng là theo dõi những sản phẩm mới nhất để tránh bỏ lỡ. Dòng Atlas này thì khỏi bàn rồi. Ngân sách cho bộ dàn từ 100 đổ lại thì hoàn toàn có thể thoải mái chơi mà không phải lo nghĩ gì. Xin cảm ơn các anh nhé, các anh cần chơi thì liên hệ em, hay cần hỏi em thì cứ chat với em nhé.